27 con tin được thả ở Cameroon. Tổng thống Cameroon nói rằng 27 con tin, trong đó có 10 công nhân Trung Quốc, bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt cóc hồi tháng trước trong năm, vừa được thả ra. Ông Paul Piya nói rằng, trong một thông báo hôm thứ Bảy, các con tin vừa được thả tự do này, trong đó có vợ của Phó Thủ tướng Cameroon, đang an toàn. Ông Piya nói rằng, các con tin bị bắt cóc ở Waza hồi tháng 5 và ở Kilofata hồi tháng 6, vừa được trao trả lại cho giới hữu trách Cameroon. Cameroon có đường biên giới dài với Nigeria, nơi nhóm Boko Haram thường gây ra những cuộc tấn công đẫm máu kể từ năm 2009. Nhóm chủ chiến này bị quy trách cho giết hại hàng ngàn người ở khắp miền Bắc Nigeria và họ nhận đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh ở thị trấn Chibok của Nigeria hồi tháng 4, khiến cho quốc tế phẫn nộ. Chính phủ Nigeria chật vật khống chế các vụ tấn công của nhóm này, mặc dù hàng ngàn binh sĩ đã được triển khai ở miền Đông Bắc và lệnh giới nghiêm được thi hành tại ba bang trong khu vực.